Đã sắp tới rằm tháng 7, ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Theo thông lệ, việc cúng lễ tại nhà thường được các gia đình tiến hành từ sau ngày thất tịch mùng 7 tháng 7 cho đến trước hôm rằm. Vì thế, những ngày này, thị trường phục vụ rằm tháng 7 đã hết sức nhộn nhịp. Tháng 7 theo quan niệm là tháng cô hồn, vong nhân xá tội nên không sát sinh, do đó đồ chay khá đắt khách. Tại quán ăn chuyên phục vụ đồ chay này, dịp này phải làm việc hết công suất, có lúc còn quá tải đơn hàng. Vừa phục vụ tại chỗ, quán còn nhận đơn online, ship hàng tận nơi cho khách. Với mỗi mâm cỗ làm sẵn với 7 món cơ bản, có giá từ 600.000 đồng trở lên. Mọi người sẽ chọn những cái thực phẩm tốt cho sức khỏe, thiên về rau củ quả, ít những món chiên rán. Ví dụ như nem thì trong một mâm cơm truyền thống, kể cả mặn hay là chuyển sang chay thì cũng có món nem thôi. Món nem là món chiên rán hoặc là 1 đến 2 món chiên rán là cùng. Còn đâu là đa phần là cũng chỉ là những cái món thanh đạm nhất thôi. Tại các chợ dân sinh, không khí mua sắm dịp rằm đã khá sôi động. Hoa quả tươi, vàng mã, thực phẩm, làm đồ cúng trở nên đắt khách. Theo khảo sát của phóng viên, giá một số mặt hàng thực phẩm hoa tươi có xu hướng tăng nhẹ so với ngày thường. Những cái năm mấy năm vừa rồi Covid là họ ấy không nuôi nữa. Những cái trang trại họ không vào gà con nữa chẳng hạn. Thế thì là bây giờ đến thời điểm này thì là nó sẽ không có gà, thì ít gà thì là nó sẽ tăng giá. Bên cạnh các mặt hàng thực phẩm, các đồ cúng rằm như vàng mã, hương cũng đắt khách trong dịp này. Theo nhiều tiểu thương kinh doanh, năm nay kinh tế khó khăn chung, lượng khách mua hàng mã tuy không giảm nhưng chi tiêu tiết kiệm hơn. Đa dạng mẫu mã. Là một, hai nữa là cái giá cả lại rẻ. Đấy, rẻ trước đây thí dụ như là 20.000 bộ, năm nay nó chỉ có 15.000 bộ thôi. Từ đợt Covid đến bây giờ thì nói chung là về cái việc mà để người ta sắm sửa nó sẽ là ít hơn. Đấy. Với tuy rằng người ta là mua ít hơn nhưng phần lựa chọn của người ta lại dùng những cái đẹp hơn. Dù cách thức bày biện chuẩn bị có khác nhau thì cả năm được rằm tháng 7 vẫn là dịp lễ quan trọng để mọi người Việt Nam trân trọng, tri ân tổ tiên, những người đã khuất núi và cùng cầu mong những điều tốt lành sẽ đến với mọi nhà, mọi người.